Vi Hương từ chương trình Hát Entertainment xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta đến hẹn lại gặp nhau trên chương trình hát. Gặp nhau để làm gì đây? Chúng ta gặp nhau để cùng nhau hát những bài tình ca và những bài thánh ca. Trong ngày hôm nay thì chúng ta đang giữa tháng 4, cho nên các anh chị em trong chương trình sẽ hát, sẽ gửi đến cho quý vị những bài tình ca. Và chúng ta cùng nhau trò chuyện qua âm nhạc. Những bài tình ca ngày hôm nay có Hương nghĩ là sẽ gợi nhớ đến một cái kỷ niệm, có khi là kỷ niệm buồn, có khi là một cái quá khứ không bao giờ quý vị muốn nghĩ đến. Tuy nhiên hàng năm cứ đến tháng 4 là chúng ta lại nhớ Sài Gòn, chúng ta nhớ đến quê hương của chúng ta. Vậy thì cho các anh chị em trong chương trình hát gửi đến quý vị để chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm mà là những kỷ niệm đẹp. Trong chương trình hát ngày hôm nay thì cũng đông ca sĩ lắm. Có người đánh đàn keyboard là anh Minh Hùng và Minh Ngân, Hoàng Vân, Hoàng Kỳ, chị Thiên Nga và Philip Dương. Quý vị thấy lực lượng hôm nay hùng hậu quá phải không? Bài hát đầu tiên xin gửi đến cho quý vị đó là bài Tình ca Người đi biển. Bài này là một sáng tác của nhạc sĩ Trường Hải và được trình bày bởi Minh Ngân, Hoàng Kỳ và Hoàng Vân, và chắc chắn là tiếng đàn của anh Minh Hùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Tình ca Người đi biển. Em nhún buồn, đời anh là gió xưa, anh đi khắp muôn phương, chờ một người đi xa, áo trắng bay trong nắng tà, nhìn theo lệ ướt nhòa, khóc một người đi xa, vẫn biết kiếp sống biển khơi. Nhớ nhiều, nhớ phút quyến luyến trên bến khi chia ly, sóng xô trong lòng đời hài hồ. Đừng buồn em, cố nén đau thương ngóng chờ. Trường dương còn sóng cao, nhớ còn tình đôi ta. Gió xưa anh đi khắp muôn phương, chờ một người đi xa, chờ một người đi xa, áo trắng bay trong nắng tà, nhìn theo lệ ướt nhòa, khóc một người đi xa, vươn bên kia sông biển khơi là nhớ nhiều, nhớ phút quyến luyến trên bến khi chia ly, sóng xô trong lòng đời hài hồ. Đừng buồn nghe em, cố nén đau thương ngóng chờ. Trùng dương còn sóng gào, nhớ còn tình đôi ta. Trùng dương còn sóng gào, nhớ còn tình đôi ta. Trùng dương còn sóng gào, nhớ còn tình đôi ta. Quý vị vừa nghe bài hát Tình ca Người đi biển. Khi mà các chàng trai, những người lính đi biển thì luôn luôn để lại
những người người yêu, người thì hậu phương, người thì tiền tuyến, cái thời đó thì nó thường là như vậy. Và một cái thời mà Hương thì lúc đó còn nhỏ, nhưng mà nghe những câu chuyện hoặc hình ảnh kể lại thì mình thấy là luôn luôn là những anh lính hay là những người hải quân, không quân, biệt động quân hay là cái gì sĩ quan Đà Lạt, vân vân và vân vân, đi ra chiến trường hay là đi công tác thì để lại những người yêu của mình. Mà cái thời đó đó, các cô khi mình đi học bằng những cái tà áo dài trắng rồi đón những người người yêu của mình từ tiền tuyến về, những cái hình ảnh rất là đẹp. Thì và ngày xưa đó có một cái điều là các chàng trai đó là thích sau những giờ tan học đợi ở những cổng trường để đón người yêu, hoặc là chỉ đứng một góc nào đó nơi những cái gốc cây để mà ngắm những cô nữ sinh trong tà áo dài đi học về. Không biết có phải không anh Hùng hay là những anh mà lớn tuổi ngày xưa chắc chắn phải có trong là thấy mình trong cái hình ảnh đó, đúng không? Thì vậy thì có một bài hát mà Hương nghĩ là nhạc sĩ Nam Lộc đã dịch ra từ một cái bài nhạc ngoại quốc. Tuy nhiên khi mà cái nhạc ngoại quốc á, cái lời nó không phải là y như cái bài dịch ra, nhưng mà nhạc sĩ Nam Lộc chắc chắn là một người thanh niên mà cũng đã từng ngắm cái cổng trường Trưng Vương thời đó, cho nên anh đã sáng tác dịch ra bài Trưng Vương khung cửa mùa thu. Mùa thu mà đứng ngắm các nàng mà áo dài thì còn gì bằng những cái mối tình, phải nói thật là lãng mạn. Và Hương đã có rất là nhiều lần khi mà trò chuyện với nhạc sĩ Nam Lộc. Anh Nam Lộc thì anh hay kể lại từng cái thời gian mà từ cái lúc mà đi học rồi đi hát rồi đi qua như thế nào để đi qua bên Mỹ này. Và nó nghe một câu chuyện mà Hương đã nói là anh Nam Lộc hôm nào anh phải làm nguyên một cái nhật ký để làm thành từng cái clip để kể ra. Khi mình nghe mình thấy rất là thú vị. Và không phải là Hương nghĩ là không phải ai cũng nghe được những câu chuyện của anh Nam Lộc kể. Thì một trong những câu chuyện mà anh kể là tại sao mà anh dịch ra Trưng Vương khung cửa mùa thu. Thì bài hát này xin mời quý vị nghe qua tiếng hát của Minh Ngân và Thi Nga. Hai nàng là đóng vai là nữ sinh Trưng Vương. Và để xem thử hôm nay có những chàng trai nào đang ngắm hai tà áo dài này nhé. Trưng Vương khung cửa mùa thu, lời dịch của nhạc sĩ Nam Lộc. Xin mời quý vị nghe qua tiếng hát của Minh Ngân và Thi Nga. Tim em chưa nghe
có nhìn thấy được mình trong những cái tà áo dài. Nếu mà ai mà xem cái chương trình này mà đã từng là nữ sinh của Trương Vương thì hãy nhớ lại những cái tà áo dài của mình lúc đó, và luôn luôn một tà áo dài thì chắc chắn có một bóng dáng của một chàng trai lấp ló để mà ngắm, nhìn ngắm mình. Và bây giờ thì thưa quý vị, cũng là nghe kể lại thì ngày xưa lúc mà đón những nàng ở những cổng trường, đó là những cái ngày học, nhưng mà những ngày weekend, những ngày thứ bảy chủ nhật, thì những cái cuộc tình ngày đó đó mình nghe mình thấy rất là dễ thương. Ngay cả là người yêu từ tiền tuyến về, hay là những người mà đi làm việc xong rồi đón người yêu, rồi ngày chủ nhật đi chơi, hồi đó là đi chơi rất là thơ mộng. Cái này phải hỏi anh Minh Hùng với anh Hoàng Kỳ, chứ còn tụi này lúc đó là chắc là đang bò nên cũng không biết những cái cuộc tình mà trước năm 1975. Nhưng mà nghe là thơ mộng dễ thương, chứ không phải như những gì mà mình thấy và mình nhìn lại. Những cái gì nó nhanh chóng, nó chóng váng như của thời đại ngày hôm nay. Cái gì ngày xưa nó cũng từ từ, ví dụ như là em than trường về, đường mưa nho nhỏ, anh theo ngọt về, cứ lẻo đẻo đi theo. Bây giờ thì là nhắn tin một cái, gọi phôi một cái, nên cái thời gian nó nhanh hơn ngày xưa. Hôm nay Hương nói nhiều phải không? Khi mà Hương nói nhiều, Hương đang câu giờ đó quý vị. Từ vì mỗi bài hát có cái sự dàn dựng, cho nên Hương phải nói nhiều chút xíu, thông cảm nhé. Thì thưa quý vị, có một bài hát Bước chân chiều chủ nhật. Bước chân chiều chủ nhật, nghe là biết được cái bài tình ca này tác giả muốn nói về điều gì. Và trong cái bài hát này thì nó có một cái là lạ là bài hát này được sáng tác bởi Đỗ Kim Bảng, nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Nhưng mà cái người mà hát ngày hôm nay á, khi mà Hương gặp và Hương nghe hai cái tên Hoàng Kỳ, Hoàng Vân. Hoàng Vân, Hoàng Tiến Vân thì quý vị đã xem trên chương trình hát rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên lần đầu tiên cảm ơn anh Hoàng Kỳ đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, Hoàng Kỳ, Hoàng Vân, hai ca sĩ này là hai anh em ruột. Chúng ta cho hai anh em một tràng pháo tay. Thường thường hai anh em là, hai chị em là không khi nào mà hát chung hay làm việc chung được. Nhưng mà hôm nay chúng ta sân khấu này đón chào hai anh em Hoàng Kỳ và Hoàng Vân. Và thưa quý vị, trong bài hát Bước chân chiều chủ nhật thì chúng ta sẽ nghe hai anh em, anh Hoàng Kỳ và anh Hoàng Vân, là hai anh em soạn bè, và tiếng đàn của anh Minh Hùng cũng như Minh Ngân, hai anh em cùng trình bày với hai vợ chồng một cái chương trình mà gọi là rất là family. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe Bước chân chiều chủ nhật qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Kỳ và ca sĩ Hoàng Vân. Đêm vẫn chưa buông nhưng chiều dần tàn, mây tím giăng ngang trên trời Sài Gòn, phố phường chìm trong tiếng đời ni non, lòng ai như bấn bướng, ai về chan chứa tình thương. Ôi tiếng chân đi trong chiều chủ nhật, nghe qua bâng khuâng, nghe sao rời rạc, như từng hạt mưa rớt đều mái hiên, nhịp chân vương bóng đêm khuất dần cuối đường phố yên. Hoài đi khi ngày vui vừa hết, ôi biết đâu mà chi. Bước chân nhuốm hoàng hôn, bước chân
bao nỗi buồn niềm thương. Tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật, nghe tiếng chân vang lên từng điều nhà để lòng nhẹ ru với thành phố yên, vì ngày mai nắng lên phố phường xóa nhòa. Chiều Chủ nhật. Thưa quý vị, chúng ta đang trong tháng 4. Hàng năm tới tháng 4 thì rất rất là nhiều người nhớ Sài Gòn, nhớ tha thiết và chắc chắn là quý vị sẽ buồn, đúng không? Riêng với Hương đó, có một cái kỷ niệm là ngày xưa mà lúc ba còn đó, ba Hương là một sĩ quan quân đội. Cứ tới ngày tháng 4 và nhất là những gần ngày 30 tháng 4 thì không ai dám nói chuyện hay vui đùa gì hết. Thậm chí là có tiệc tùng gì là cũng không bao giờ tổ chức những cái ngày đó. Vì ba, đối với ba nói là ngày đó là một cái ngày buồn và chúng ta không nên vui những cái ngày đó. Cho nên là trong tháng 4 thì chắc chắn khi mà chương trình hát sẽ gửi đến quý vị những bài hát mà nó có ý nghĩa. Đó là bài Sài Gòn Vĩnh Biệt. Thì cái bài hát này quý vị chắc quý vị biết, sáng tác là của anh Nam Lộc. Mà khi đặt câu hỏi với anh là tại sao anh có thể làm ra cái bài hát hay mà cái lời nghe phải nói mình, nếu mà ai trong cái thời đó mà mình đi qua đi di tản đó mà nghe cái bài này chắc chắn là sẽ hát mà hơi nghĩ là sẽ rơi nước mắt. Thì anh nói là đang cái tuổi và đang lúc đó đang ở Sài Gòn như thế mà vội vã để rời đất nước của mình, rời Sài Gòn để đi. Và cái tâm trạng của một
người mà không biết bao giờ mình mới quay lại đất nước của mình, không biết bao giờ mới nhìn lại được Sài Gòn. Cho nên tất cả những cái điều đó nó từ trong tâm trí, từ trong lòng mà viết thành Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Cái bài nó từng lời nghe nó hay lắm. Cảm ơn nhạc sĩ Nam Lộc rất nhiều đã cho ra cái sáng tác Sài Gòn Vĩnh Biệt. Và thưa quý vị, bài hát này sẽ được trình bày bởi chị Thi Nga, Minh Ngân và anh Philip Dương. Lần đầu tiên chào đón anh Philip Dương đến với sân khấu hát. Xin mời quý vị hãy cho ba tiếng hát, vỗ tay, tim, hoa nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau lắng nghe, chúng ta cùng nhau lắng động để nhớ về Sài Gòn qua ca khúc Sài Gòn Vĩnh Biệt. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười lạt trên môi, những giọt lệ ôi sâu đau. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có con phương trên mùa. Đường ngày xưa mưa ngập ngập lối đường về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên. Sài Gòn
tôi trở về. Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn chắc chắn là trong tất cả các quý vị mà đang xem chương trình này, thì nhiều người khi mà nghe Sài Gòn Vĩnh Biệt sẽ ngậm ngùi lắm. Và những cái thập niên đó, những người mà sống trong những cái thập niên lúc đó là khán giả của chương trình hát, hầu hết là như vậy. Thì một bài hát tiếp theo đây mà Hương nghĩ là quý vị cũng sẽ yêu thích. Vì cái người sáng tác là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì rất là gần gũi với chúng ta. Nói về quê hương, tình yêu, tình ca, tình yêu gì là cũng quanh những cái gì mà rất gần gũi trong cuộc sống với quê hương của người Việt Nam chúng ta. Hương nhớ ngày xưa đó, thì vì ba Hương là người Huế, ngày xưa thì sáng trưa chiều tối ba mở nhạc bằng cái máy Akai, mà hầu như là nghe nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nhiều nhất. Đến nỗi mà bây giờ dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là Hương thuộc cũng rất là nhiều. Cái bài hát này chắc chắn quý vị cũng đã từng nghe. Xin gửi tặng đến tất cả fan của hát Nhớ Thành Đô, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và bài hát này được trình bày qua tiếng hát của hai anh em trở lại, anh Hoàng Kỳ và anh Hoàng Vân, và với tiếng đàn của guitar của anh Minh Hùng và keyboard là Minh Ngân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Nhớ Thành Đô. Tôi xa đô thành một đêm ra đi rồi mà vẫn nhớ vẫn thương hình bóng ấy, người em thơ đang từng giờ đợi chờ. Tiếng hát những chiều thành câu thơ thương yêu, bao nhiêu con đường nằm thức giấc giữa đêm khuya vì tiếng nói đô. Con mãi nhớ chiều mưa trên công viên, giờ chia ly sân ga, và khi gặp nhau bên lề đường hẹn hò. Thành đô đường về, đường về.
bóng ấy người em thơ đang từng giờ đợi chờ. Tiếng hát những chiều thành câu thơ thương yêu, bao nhiêu con đường năm thức giấc giữa đêm khuya, vì tiếng nói của con tim đi tìm mộng cuộc đời. Thành đô con mãi nhớ chiều mưa trên công viên, giờ chia ly sân ga. Mong người đi trên đường về. Trong chúng ta ít nhất một lần đi dạo trên con đường Duy Tân, và nhất là những người hồi thời đó mà đang cặp kè nhau thì chắc chắn cũng là tản bộ trên con đường Duy Tân. Cái hình mà những hàng cây trên con đường Duy Tân cũng là một cái, với Hương là cũng là cái logo khi nhắc đến Sài Gòn, nói đến con đường Duy Tân của cái thời trước năm 1975, rất là đẹp. Thì cái bài hát mà khi mà nghe lên á, tất cả mọi người gợi nhớ đến và tưởng tượng đến, đó là bài Trả Lại Em Yêu. Trả Lại Em Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài hát này hầu như tất cả mọi người đều thuộc và đều hát cũng như là từng nghe. Và Hương thích bài này với tiếng hát của những ca sĩ mà thời trước năm 1975 á. Tới bây giờ những bài hát đó, con số, cái view luôn luôn là tăng vùn vụt. Bài hát này được chọn để làm chủ đề cho tối hôm nay. Một lần nữa, xin mời quý vị nghe tiếng hát của Minh Ngân và anh Philip Dương. Anh Philip Dương là một gương mặt mới, một tiếng hát mới cùng trong chương trình hát. Cho nên là quý vị hãy thả tim, hãy vỗ tay, hãy tặng hoa cho anh Philip Dương. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và cảm ơn anh Minh Hùng luôn luôn bên cạnh chương trình hát. Anh không hát, nhưng mà đàn thì chắc chắn lúc nào anh cũng phải đàn, vừa guitar, vừa keyboard, rồi lại sometimes lại piano nữa. Trả lại em yêu, sân trường đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát. Wow, sao mà nó hay quá, mà nó thơ mộng thế vậy. Thì khi mà, đối với quý vị không biết sao, nhưng khi Hương về Sài Gòn, Hương đi lại con đường Duy Tân, thì mặc dù cái con đường ngày nay nó không phải thơ mộng như ngày xưa, nó nhộn nhịp, nó rộn ràng, xe cộ nó nhiều lắm, nhưng mà khi mình chạy trên con đường đó, chắc chắn mình lại nhớ đến cái bài hát này và cũng nghiêu ngao hát thầm trong miệng cái bài hát này. Mong rằng tất cả chúng ta khi mà chúng ta về Sài Gòn mà đi trên con đường này thì nhớ cái lời Hương nói nha, đi thì nhớ tới bài hát này và nhớ là hát nguyên cái bài này suốt con đường đó. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe Trả Lại Em Yêu, một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy, qua tiếng hát của Minh Ngân và anh Philip Dương. Thank you.
đường vẫn chưa phai tàn. Trả lại em yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng thứ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi đặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ. Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ, anh sẽ ra đi. Chương trình đúng nghĩa là mình nhớ Sài Gòn, nhớ về
những cái hình ảnh của ngày xưa dàn dựng, mặc dù là không có đầy đủ, nhưng mà quý vị nhìn thấy là quý vị biết là cố gắng lắm để đem đến một cái nét gì đó của ngày xưa, của thời, của trước năm 1975 gửi tặng đến cho quý vị. Và Hương muốn là cái chương trình này quý vị coi là quý vị nhớ ngay là một cái chương trình để cho tất cả chúng ta hướng về Sài Gòn. Vậy thì bài hát này là bài hát cuối cùng, chắc chắn cũng sẽ là Sài Gòn. Quý vị biết nhạc sĩ Văn Phụng có một bài hát về Sài Gòn mà rất là vui. Đó là bài Ghé Bến Sài Gòn. Cái bài này thì chắc là mình có nhảy được không? Anh không biết anh Minh Hùng. Mình có nhảy được không? Thì mọi người ở nhà cũng là ra vui cùng cái bài này. Ghé Bến Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng qua phần tam ca của anh Philip Dương, của chị Thi Nga và Minh Ngân. Bài hát này là bài hát chấm dứt chương trình tối hôm nay. Mong rằng tất cả mọi người đón nhận một cái chương trình mà rất là ý nghĩa và rất là công phu đối với các anh chị em trong chương trình hát. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới. Đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước non tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, về chung Nam Bắc một nhà. Về đây chung sống hát khu hoàn ca. Sẽ như nước rộn ràng, lập muôn sức sống tiềm tàng. Đèn đèn cũng ánh sáng như hào quang. Cùng đi vần khúc bàn thờ, lòng vui chân bước dập dờ. Niềm tương lai đang ông say tình. Nơi du khách dập dồn từ Đăng Châu tới Viêng Thông thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò, nước xuôi buôn bán hẹn hò, người dân no ấm sông đời tự do. Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, miền Trung Nam Bắc một nhà. Về đây chung sống hát khúc hoan ca. Mưa sẽ như nước rộn ràng, ngập một sức sống tiềm tàng. Đèn đêm tung ánh sáng như hào quang. Cùng đi chân phố bàn thờ, lòng vui trên bước dập dờ. Niềm tương lai đã ngâm say. Sài Gòn là nơi du khách dập dồn từ Nam Châu tới Viêng Thông thủ đô. Dòng sông chen chúc tàu đò, nước xuôi buôn bán hẹn hò, người dân đó ấm sông đời tự do. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn từ Nam Châu tới Viêng Thông thủ đô. Dòng sông chen chúc tàu đò, nước xuôi buôn bán hẹn hò, người dân đó ấm sông. Xin thay mặt cho ban tình ca, chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các khán thính giả đã bỏ chút ít thời giờ quý báu theo dõi chương trình của chúng tôi, và hẹn gặp tất cả các khán giả vào chương trình kỳ tới.